lẽ đây là một trong những cái vòng mà Nhi mong đợi nhất. Tại vì thỉnh thoảng có hát chung với Nhi một vài đoạn thì thấy giọng hai người rất là mix với nhau và rất là muốn anh em được hát chung một bài. Theo Trọng Hiếu, Hà Nhi là một người rất mạnh mẽ. Hà Nhi cũng rất cố gắng và Hà Nhi cũng nghĩ nhiều. Có thể là nghĩ nhiều quá. Anh Hiếu thì anh trội về phần tiếng Anh hơn. Thành ra cái sự thống nhất bài hát cũng khá là khó khăn. Và thật ra Trọng Hiếu cũng hơi lăn tăn. Nhưng Trọng Hiếu tin tưởng khi lựa chọn bài hát của Hà Nhi. Tại vì khi gu nhạc của hai người mình đều hiện tại và trẻ trung như nhau. Em ơi! Em nghe. Em sướng lắm ấy. Anh chưa biết nhà ấy. Really? Yes, anh thay đổi phong cách của anh hoàn toàn để hát song ca với em ấy. Anh nghĩ em không thiệt thòi hả? Hot boy được kiểu Đức. Anh nghĩ em đứng trên sân khấu hát với anh hot như thế mà không bị các bạn fan nữ ném đá à? Thiệt thòi lắm chứ bồ. Oh, I'm just kidding. Anh nghĩ là tối nay em lại phá cách một lần nữa và mình sẽ cố gắng. Ok, mà em tin là các khúc này em và anh sẽ làm tốt. So, fighting! Tạ, 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 tạ. Buộc chặt con tim nhức nhối với ngàn câu dối trá. Anh trao nước mắt cứ ngỡ ta không vấp ngã. Đến lúc đôi tay rã rời, lòng quặn đau rối bời. Mong yêu thương thôi sẽ không xa xôi. Nụ hôn say ta nghe một chút đắng. Bỗng thấy anh mất hỏi sâu đêm nay. Chỉ là bóng tôi lạnh lùng. Có hay không đôi tay ai kia vẫn mãi xa xăm. Thiên đường là đây mà cách xa. Thiên đường là đây tìm hoài không sao níu lấy. Bước không
Xin cảm ơn Trọng Hiếu và Hà Nhi. Khi mà kết thúc bài hát thì tôi cũng không hiểu tại sao mà một người rất là sôi nổi và một người rất là cá tính mà hai bạn có thể rất là dịu dàng và tràn đầy cảm xúc trong ca khúc vừa rồi. Ai ủng hộ cho cặp đôi Trọng Hiếu và Hà Nhi, hãy cùng dành một tràng pháo tay nào. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy tiếp tục bình chọn cho Trọng Hiếu và Hà Nhi. Nhắn tin với mã số 3 gửi về tổng đài 6370 để bình chọn cho Trọng Hiếu. Và mã số 4 gửi về tổng đài 6370 để bình chọn cho Hà Nhi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo Thu Minh. Xin mời chị. Chị cũng có phải lên mạng và cập nhật một số thông tin, tin tức về chương trình Idol của mình á, để mà không có bị... không có bị gọi là gì nhỉ? Không phải chủ quan, tức là phải biết nhiều việc ngoài cái chuyện mà chỉ có ngồi ở bàn để làm giám khảo thôi. Thì chị muốn biết về sâu xa về những cái quá trình mà tụi em quay những cái behind the scene để mà xem rằng là tụi em có cái gì mới. Thì chị không có muốn là mình không biết mù mờ thông tin. Thì chị chỉ muốn hỏi Hiếu rằng là sau cái bài hát này á, liệu em có bao giờ suy nghĩ rằng là em từ yêu Thị Quân mà chuyển sang qua yêu cô Hà Nhi này không? Em định chờ bài hát này, nếu mà bài hát này với Hà Nhi hát hay thì có thể. Ok, vậy thì chị cho em một số những cái gợi ý nhá. Thứ nhất, giọng của em và giọng Hà Nhi á, nghe là hai giọng có hai cái phẩm chất và cái cá tính cũng như là cái âm sắc hoàn toàn khác biệt và rất là riêng của từng người. Đó là cái điều mà chị rất là quý ở hai giọng hát của hai em. Nhưng mà thường thì người ta sẽ thấy rằng là khi mà hai cái cá tính nổi trội á mà sáp lại với nhau á thì dễ ẩu đả lắm. Em hiểu không? Giống chị và anh Thanh Bùi vậy đấy. Nhưng mà cũng may là chị lớn tuổi hơn cho nên là em phải nghe chị. Đó. Yeah. Nhưng ngày hôm nay ngoan đấy. Nhưng ngày hôm nay có 3 điều để tạo nên một bài song ca hay và tốt. Đó chính là thứ nhất, bè, hòa quyện và nương nhau. Đó, để mà cái người nào bè chính thì người bời bè phụ thì có cái độ nương để cái âm thanh nó hòa quyện, cái hợp âm ra nó mới hay. Thứ hai, cảm xúc cũng hòa quyện và cái tình cảm trao đổi đến với nhau và cùng nâng nhau để đẩy cái bài hát từ những cái cảm xúc nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng và cao trào rồi sau đó bùng nổ. Và cuối cùng nữa rằng là đẹp đôi. Đó. Vậy thì ngày hôm nay chị nghĩ rằng là hai em đều có đầy đủ những điều này. Chúc mừng hai em. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn chia sẻ của chị Thu Minh. Và tiếp theo cho Duy Hải nghe những lời nhận xét từ phía anh Thanh Bùi. Chị nói hết rồi chị Minh ơi. Ngày hôm nay anh rất vui. Anh rất vui hai điều. Thứ nhất, Hiếu, ngày hôm nay em hát tiếng Việt càng ngày càng tiến bộ, đúng không mọi người? Yeah. Hát tiếng Việt tốt đấy. Tốt hơn, bởi vì anh nghĩ là mãi mãi cái tiếng Anh của em đó là tiếng mẹ đẻ của em. Thì rồi khi em hát tiếng Anh thì nó có cái màu sắc của nó rất rõ ràng. Em hát rất hay. Nhưng mà đây là thị trường Việt Nam. Và cái điều đó cũng là cái điều rất khó khăn cho anh, là hàng ngày anh cần phải mãi mãi cố gắng với cái tiếng Việt của anh để cho rồi anh kết nối được với khán giả Việt Nam của mình. Với Hà Nhi, cái anh rất vui là anh nghe được cái chất giọng của em càng ngày nó càng phát triển. Anh thấy vui đây là cái niềm tin và các anh chị đặt về em. Bây giờ thật sự anh thấy em rất xứng đáng là top 4 của Vietnam Idol năm nay. Và cái điều cuối cùng anh nói, cái mà hai em càng ngày làm tốt hơn là khi vào cái bài hát, mình có một cái sự trầm, mình cảm nhận được từng cái lời nói của mình, từng cái hành động của mình kiểm soát nó được. Những buổi đầu tiên khi lên sân khấu, hai em bị rối bởi vì khán giả la rồi vân vân vân. Nhưng càng ngày anh thấy cái độ chuyên nghiệp của các em tiến bộ rất tốt. Các em trầm, cảm nhận được mọi thứ. Và vì như vậy, cho anh được một cái cảm giác là anh không chỉ là đang nghe tụi em hát, mà anh đang xem một cuộn phim, một cái câu chuyện gì đó rất rõ ràng cho anh.
Anh cảm ơn hai em. Xin được cảm ơn chia sẻ của